Xin chào các bạn, sau đây chúng ta sẽ đến với những nhận định nhanh của ngườitrader.com cho ngày giao dịch hôm nay 19 tháng 3 năm 2020. Đầu tiên thì chúng ta như thường lệ sẽ đến với chỉ số của đồng đô la Mỹ DXY. Như hôm qua thì chúng ta chờ đợi tại khu vực này xem giá phản ứng thế nào, và nó đã break lên rất là mạnh mẽ và đến hôm nay thì sau khi nó đã break ra khỏi vùng trendline này và đang có xu hướng tiếp tục đi lên, và hiện tại thì vẫn chưa có tín hiệu sell cho cặp này, và kháng cự gần nhất thì cũng ở rất xa. Do đó hiện tại thì xu thế chính của DXY là xu thế tăng, và chúng ta sẽ chỉ cần mua lên để thuận theo xu thế của đồ thị lớn. Ở tại đây thì nó có thể sẽ điều chỉnh và tạo một lá cờ trước khi tiếp tục tăng. Đó là DXY. Cặp tiếp theo đó là đô la Mỹ và yên Nhật. Tương tự với DXY thì xu thế chính của đô la Mỹ và yên Nhật cũng là tăng, và mình sẽ cũng chỉ cần mua lên. Như đêm trước mình dự báo thì nó hoàn toàn đến vùng này có thể sẽ phản ứng và đi xuống. Và chúng ta sẽ chờ mua tại vùng dưới. Tuy nhiên thì nó đã break lên khỏi hai đỉnh cũ này. Và hiện tại thì một lá cờ sẽ là một cơ sở tốt để chúng ta cần mua lên với target bên trên này, khá là tiềm năng. Tiếp theo là đô la Mỹ và franc Thụy Sĩ thì xu thế chính cũng là tăng. Và hiện tại thì nó đang tiếp tục điều chỉnh để tăng. Cặp này thì mình cũng chỉ cần mua lên. Tiếp theo là đô la Mỹ và đô la Canada. Từ một đợt tăng giá cực kỳ mạnh của đô la Mỹ và đô la Canada. Và chúng ta chưa có điểm sell. Tuy nhiên thì cặp này việc mua lên là rất mạo hiểm do nó đang ở rất gần vùng kháng cự cực kỳ mạnh. Đó là vùng này. Một điểm cao của một vùng giá cao từ năm 2016 đến giờ. Mình sẽ không ngạc nhiên nếu đến vùng này giá sẽ có tín hiệu đảo chiều và đi xuống. Thì tại vùng này hoàn toàn giá có thể sẽ break lên một chút để lừa mọi người đi nhầm hướng, nhưng thực chất là sau đó nó sẽ có một đợt giảm giá và chúng ta sẽ chờ lá cờ đầu tiên để tham gia với lệnh sell. Đó là đô la Mỹ và đô la Canada. Còn hiện tại thì việc mua lên là rất mạo hiểm. Euro và đô la Mỹ thì ngược hướng với DXY thì cặp này xu thế giảm vẫn đang là rất mạnh và vẫn chưa có tín hiệu bán lên. Tuy nhiên vùng này nó cũng khá gần với hai vùng hỗ trợ mạnh là vùng trendline và vùng đáy cũ tại đây, do đó nên là nếu mà chúng ta sell thì chúng ta cần quản lý trade cả một cách chặt chẽ hơn. Hoàn toàn nó có thể đi xuống và tại đây hoàn toàn có thể có tín hiệu đảo chiều đi lên. Vì nó đang ở gần hai vùng giá trị hỗ trợ rất mạnh. Tiếp theo là bảng Anh và đô la Mỹ thì hôm qua thì mình đã chờ đợi tại vùng hỗ trợ này của đồ thị ngày với hy vọng là nó có thể sẽ có một điểm đảo chiều tại đây và đi lên. Tuy nhiên thì chúng ta có thể thấy là một đà giảm cực kỳ mạnh, và nếu bật đồ thị tháng bạn có thể thấy là bảng Anh và đô la Mỹ đã xuống đến vùng điểm thấp nhất từ năm 93 đến giờ. Và nó đã break xuống với một xung lượng khá là mạnh mẽ. Hiện tại thì hỗ trợ duy nhất còn lại của chúng ta đó là vùng trendline này với 1, 2 và 3 lần chạm. Tại đây thì nếu có một cây nến rút chân lên đảo chiều mạnh thì chúng ta có thể hy vọng vào một đợt tăng. Còn nếu tại khu vực này mà giá tiếp tục giảm xuống thì có thể giảm về đất sâu. Và vì bên dưới là chúng ta đã không còn hỗ trợ nào. Ở đồ thị ngày thì hiện tại thì có vẻ như nó đang muốn tạo một lá cờ giảm để tiếp tục giảm. Cho nên là cặp này thì mình sẽ chờ đợi thêm thông tin. Tiếp theo là đô la Úc và đô la Mỹ. Đô la Úc thì cũng rơi tự do. Và còn cũng có thể thấy là nó đã phá được hỗ trợ cực kỳ mạnh tại đây và tiếp tục đi xuống, và vùng hỗ trợ gần nhất là ở vùng dưới này còn rất xa, lên tới 700-800 pip. Thế nên tại đây thì hiện tại thì
chúng ta chưa có một cơ sở nào để mua lên cả, mà chỉ có thể vào lệnh sell thôi, thuận theo xu thế của đồ thị lớn. Ở đây ta có thể có một lệnh tại đây này, một lá cờ giảm, và hiện tại thì có vẻ như giá đang tiếp tục điều chỉnh để giảm tiếp. Chúng ta sẽ chỉ mua khi nào? Chúng ta sẽ chỉ mua khi có một đợt tăng giá cực kỳ mạnh lên, và chúng ta sẽ chờ mẫu hình tiếp diễn để tham gia vào thị trường. Đô la New Zealand và đô la Mỹ thì hoàn toàn tương tự, là vì hiện tại nó cũng đã phá hết hỗ trợ, vùng trendline này cũng đã không giữ được, và hiện tại giá thì cũng đang rơi tự do. Và chúng ta cứ mình thì mình sẽ mặc kệ thôi, mình đứng ngoài mình xem, mình sẽ không tham gia thị trường trong thời điểm này. Lệnh mua hiện tại cũng khá là lệnh sell hiện tại cũng khá là mạo hiểm. Hỗ trợ gần nhất chúng ta tại vùng này còn cách chúng ta làm 650 pip. Thì hiện tại thì an toàn hơn thì chúng ta nên chờ giá hồi lại và chờ một lá cờ lớn hơn để sell, thì sẽ an toàn hơn là việc vào lệnh sell bừa bãi, vì hiện tại thì giá hoàn toàn có thể đi xuống sau đó đi lên và tạo một lá cờ lớn hơn trước khi giảm giá và chạm hỗ trợ trước khi bật tăng. Cặp cuối cùng của Forex đó là vàng. Thì như hôm qua thì mình chờ đợi là chỗ này là chúng ta sẽ có một lá cờ tăng để đi lên. Tuy nhiên thì giá đã không 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 thể tạo một lá cờ tăng và tiếp tục giảm. Tuy nhiên dung lượng giảm là không lớn và chúng ta có thể chờ đợi mua lên tại vùng giá trị này. Đây là một vùng cực kỳ tiềm năng, bởi chúng ta sẽ có một vùng đáy đôi. Và nếu giá đi chơi như này sang một kênh giảm này, và tại đây chúng ta có một tín hiệu mua, thì đây sẽ là một lệnh mua cực kỳ đẹp của vàng. Nên vàng mình sẽ chỉ cần mua trong ngày hôm nay. Tiếp theo đến với crypto Bitcoin. Bitcoin thì như hôm trước mình đã nhận định khi mà vào lệnh, đây thời điểm ngày hôm qua, đây thời điểm sáng ngày hôm qua lúc phân tích, thì mình nhận định là mình đã giờ stop loss về NG. Bởi vì sao? Bởi vì nó hoàn toàn có thể vòng về, và trở lại vùng này chúng ta sẽ chờ đợi giá phản ứng để tiếp tục mua lên. Và chúng ta hãy xem, đến buổi chiều thì mình đã bị stop loss break even tại đây, và sau đó thì chúng ta hãy quan sát giá này, nó đi xuống và ngay tại khu vực hỗ trợ này nó đã phản ứng đi lên. Và mình thì hôm qua thì mình đã miss trade này vì thực chất là ta có thể vào lệnh tại đây, stop loss bên dưới, target bên trên này. Và tuy nhiên thì nếu mà vào lệnh này thì chắc là mình cũng sẽ stop loss hòa vốn, tại vì sau cái nến hồi lại này thì nó test lại vùng entry và điều chỉnh. Còn hiện tại thì mình sẽ không ngạc nhiên nếu như giá sẽ tiếp tục vòng lại một lần nữa và chạm trendline lần thứ ba, và mình sẽ tiếp tục can để mua lên. Khi giá vòng lại thì chúng ta sẽ có thể có một lá cờ đẹp hơn, giá chúng ta sẽ có thể điều chỉnh trendline lại như này và sẽ có một lệnh mua tại đây, hoặc là có thể nó sẽ hồi về sâu hơn một chút và đến vùng hỗ trợ này sau đó đi lên. Thế cũng là một tín hiệu mua lên cực kỳ đẹp cho Bitcoin. Thế nên hôm nay mình sẽ căn, nếu giá hồi về đây thì mình sẽ căn để mua lên, hoặc nếu giá bứt lên thì mình sẽ cũng căn để mua lên. Tuy nhiên mình nhắc lại là vùng này là một vùng kháng cự khá là mạnh, vì tại đây hoàn toàn nó có thể đi xuống và phá vùng đáy 3.782 đã tạo tuần trước. Với ETH thì hoàn toàn tương tự, thì mình cũng căn để mua lên, target ít nhất tại vùng trendline này, hoặc là nếu break lên thì chúng ta có thể kỳ vọng target cao hơn. Hiện tại thì nó đã phản ứng với trendline này và đang có dấu hiệu đi xuống, và cũng giống như Bitcoin thì nếu nó vòng lại một lần nữa thì chúng ta sẽ có thể chờ vùng đáy cũ này, hoặc là xuống sâu hơn đến vùng trendline để căn mua lên, hoặc
Nếu nó phá xuống thì vùng tiếp theo chúng ta chờ đợi lệnh mua đó là vùng này. Để đến đây nó sẽ đi lên, hoặc nếu tiếp tục phá xuống thì chúng ta sẽ chờ đợi tại vùng này. Và 1, 2, 3 lần chạm. Và một đồng thời là mỗi double bottom tiếp tục là một vùng mua cực kỳ đẹp, đó là vùng 82 này như mình đã nói trong các bài phân tích trước. Ok, như vậy là phần nhận định nhanh cho ngày 19 tháng 3 của ngaytrader.com sẽ kết thúc tại đây. Chúc các bạn một ngày giao dịch thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo của ngaytrader.com trên con đường trở thành một trader chuyên nghiệp.